Kiến thức tưới Asop xin kính chào quý bà con. Chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh Asop.vn, chuyên kênh của hệ thống tưới. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó chính là hồ trồng phân Venturi và những lưu ý khi mà chúng ta sử dụng nó. Như quý bà con đã biết qua hai video trước về bộ trồng phân, thì kiến thức tưới Asop đã hướng dẫn cho quý bà con cách để chúng ta làm cái bộ trăm phân đối với bơm nổi và cho bơm chìm, thì hai cái cách dành cho hai loại bơm đó thì hoàn toàn khác nhau ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái bộ trăm phân Venturi, và trong trường hợp đối với bơm chìm hoặc là bơm hỏa tiễn giếng khoan thì chúng ta sẽ sử dụng. Một số trường hợp chúng ta không có sử dụng theo cái dạng hút của cái nắp bít bơm chìm, mà chúng ta sẽ sử dụng Venturi. Và qua cái video này, kiến thức tưới Asop sẽ hướng dẫn cho quý bà con là chúng ta sử dụng cái Venturi thì nó sẽ có những cái ưu thế gì và có những cái điểm yếu gì, và có nên sử dụng nó hay không. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái cách lắp ráp cái Venturi vào trong hệ thống tưới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cắt cái đường ống chính này trước cái lọc ha. Tại sao chúng ta lại phải làm cái bộ Venturi trước cái lọc? Bởi vì trong phân nó có nhiều cái cặn bẩn, và khi chúng ta châm phân vào trong hệ thống tưới á, thì khả năng cặn bẩn nó sẽ đi vào xâm nhập trong hệ thống tưới và đi tới bét. Như vậy chúng ta sẽ phải làm cái châm phân trước cái lọc. Ở đây chúng ta sẽ gắn cái van. Van này là van cấp vào trong Venturi. Và một cái van ở đầu ra. Tất nhiên là hai cái tê này sẽ là gắn sau cùng, nhưng mà ở đây vẽ theo thứ tự lại là vẽ trước, bởi vì chúng ta sẽ không biết khẩu độ nó là bao nhiêu. Và sau khi lắp ráp thành bộ trước rồi chúng ta mới cắt cái hai cái tê này, chúng ta mới lắp ráp vào. Qua hai cái van này thì chúng ta sẽ tới hai cái co, và cái bộ Venturi của chúng ta thì nó sẽ có nhiều loại khác nhau, và chúng ta đoạn này chúng ta nên gắn một cái rắc co. Giả sử như cái van vào và van ra của chúng ta không phải là van rắc co, thông thường trên thị trường thì sẽ không phải là van rắc co, cho nên chúng ta nên gắn một cái rắc co vào trong cái trường hợp này ở phía bên phải hoặc là phía bên trái của cái Venturi, thì tùy quý bà con ha, chúng ta ráp bên nào cũng được. Và chúng ta vặn cái ren của cái Venturi vào trong cái nối ren trong. Ở đây thì chúng ta lưu ý rằng là trên Venturi thì nó có một cái mũi tên. Đây là cái mũi tên chiều nước đi của Venturi, thì chúng ta phải cho nó đi cho đúng chiều của nước cấp, và van vào thì tương đương với lại đầu phía bên trái ha, có cái đầu ren màu xanh để chúng ta mở cái Venturi ra được. Thì ở đây cái từ máy bơm đi lên và đi theo cái đường ống chính đi ra qua cái lọc và đi tưới là một cái chiều nước bình thường và không có chuyện gì xảy ra ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề về cái đường châm phân. Ở đây chúng ta sẽ kéo một cái ống vào trong cái thùng phân, và ở đây chúng ta dùng cái khóa để chúng ta khóa cái ống này lại. Thì trong cái bộ Venturi của công nghệ tưới Asop cung cấp thì nó có luôn cả cái phần khóa này và cái lọc cho cái đáy của cái bồn châm phân ha, chúng ta cũng khóa lại. Và cái đường ống cũng có luôn, đối với bộ châm phân 34, 49, 60, 90 thì nó có luôn cả bộ phận này. Bây giờ chúng ta gắn thêm một cái van ở ngay chỗ đường ống chính, và chúng ta đánh dấu các cái van vào và van ra. Thì chúng ta sẽ mở các cái van này, van vào, van ra chúng ta mới cho cái Venturi hoạt động được. Lúc này thì nước nó sẽ đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất là đi thẳng qua đường ống chính, và hướng thứ hai là đi vào van vào và đi ra ở van ra của cái Venturi.
nhưng mà cái Venturi lúc này vẫn chưa hút gì cả. Và chúng ta khóa cái van chính lại. Khi chúng ta khóa van chính một phần lại thì bắt đầu Venturi nó sẽ kêu. Thì khi nó kêu như vậy thì bắt đầu sẽ có tạo ra một cái lực hút từ cái thùng phân hút vào trong bộ Venturi. Lát nữa quý bà con sẽ coi video thì sẽ hiểu. Khi nó hút vào thì chúng ta sẽ có một cái van phụ, chúng ta có thể điều chỉnh được cái lưu lượng của cái từ thùng phân vào trong cái bộ châm phân. Và cái điều thứ nhất chúng ta lưu ý đó là tốc độ hút điều chỉnh dựa vào hai yếu tố. Đó chính là từ cái van phụ chúng ta có thể mở ra mở vào mở hết cỡ. Và từ van chính thì chúng ta có thể là khóa hết hoặc là mở vừa vừa hé hé vân vân. Thì chúng ta sẽ căn vào cái độ hút của cái Venturi ha. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý là lưu lượng nước trong lúc hút phân bao giờ cũng nhỏ hơn lưu lượng lúc tưới bình thường. Tại điểm này thì chúng ta sẽ xem video để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này ha. Xin chào các bạn, thì đây là kênh giải pháp nông nghiệp ashop.vn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái bộ châm phân cho hệ thống tưới. Đây là bộ châm phân Venturi ha. Thì các bạn biết là ở đây là chúng ta có cái nguồn nước nó chảy lên như thế này ha. Nó đi qua đây là qua cái Venturi. Cái Venturi thì nó đang khóa lại, thì bây giờ mình sẽ mở ra ha. Bắt đầu bơm đã mở lên, nước đã chảy ra ha. Thì các bạn biết là ở đây là cái đo lưu lượng của chúng ta nó đang đo ở một cái lưu lượng đó là 11 khối. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. Ở đây là 11 khối nhé. Nó nằm giữa số 12 với số 10. Thì hôm nay mình muốn cho các bạn xem là cái bộ châm phân Venturi của chúng ta, là sau khi mà chúng ta giảm áp thì nó sẽ còn lại là bao nhiêu khối trên giờ ha. Bây giờ mình sẽ ép cái van lại. Sau khi mà đã ép cái van lại á thì nó sẽ đã có cái lực hút ở đây. Nó kê cái tay vào á, nó đã hút này. Hút ha. Khi mà hút thì đầu kia nó, mình bịt cái tay á, thì nó sẽ không có khí và nó không có trắng. Và nếu mà đây cái tay của mình là đỏ luôn rồi ha. Này. Mình bịt lại thì nó lại không có trắng, mở ra thì nó lại có trắng và nó phun ra ha. Nhưng mà cái điều quan trọng các bạn, mình muốn cho các bạn xem á là ở đây cái Venturi sau khi mà đã ép cái van lại đấy ha. Cái dòng nước của chúng ta là đi từ máy bơm lên ha, bơm ra ha. Thì nó đã tách cái dòng ra, nó đi qua Venturi rồi, nó khóa gần hết rồi. Thì chúng ta xem cái lưu lượng của nó còn bao nhiêu ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái lưu lượng của nó là, lưu lượng của nó hiện tại là dưới 10 khối ha, 9 khối rưỡi. Nếu mà mình ép hết luôn á thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Ép luôn thì chúng ta thấy là nó còn lại là 8 khối rưỡi ha. Đây là chúng ta ép, đây là đã rất là mạnh rồi ha. Hút ầm ầm.
Nếu mà chúng ta khóa luôn nữa thì cái dòng nước nó sẽ qua cái venturi á, là nó sẽ còn có một chút xíu thôi ha. Mình sẽ khóa luôn cho các bạn xem. Đây là khóa mất mạnh nhất luôn rồi, thì cái máy bơm đang ép rất là cao. Bây giờ thể thấy là đây là còn có 7 khối rưỡi nha các bạn. Các bạn nhìn này, 7 khối rưỡi. Đấy, số 8 này, số 6 này. Và đây ông thấy hút nó rất là mạnh, bọt ra rất là trắng ha. Đấy. Thì cái việc này ép như vậy á, làm cho cái máy bơm nó rất là nặng nha các bạn. Nó sẽ ép cái máy bơm rất là nhiều và đường ống nó chịu áp rất là cao ở cái đầu vào. Thì cái điều này là hoàn toàn rất là bất lợi cho máy bơm. Để mình quay để các bạn biết là cái bộ châm phân Venturi này nó sẽ bị mất áp. Áp rất nhiều. Từ 11 khối mà nó còn lại có 7 khối rưỡi thì các bạn đã biết là nó mất áp rất là nhiều phần trăm đối với cái bộ ren Venturi. Các bạn nhìn trước mắt thì cái Venturi này nó được làm từ cái việc là bóp cái dòng nước, thì các bạn có thể xem các cái video khác của mình ở trên kênh YouTube ha, để xem là cái Venturi nó được làm như thế nào ha. Bây giờ chúng ta qua trường hợp thứ ba là trường hợp tưới lên dốc, thì có khả năng là Venturi sẽ không hút luôn. Chúng ta sẽ giải thích cái hiện tượng này như thế nào. Chúng ta phân ra làm 3 trường hợp là trường hợp tưới lên dốc, trường hợp tưới cho đất bằng và trường hợp tưới cho xuống dốc. Thì như chúng ta thấy đó, là khi mà tưới lên dốc á, thì cái đường ống của chúng ta sẽ dốc ngược lên, và cái máy bơm thông thường tưới lên dốc là sẽ tưới được rất là ít gốc, lưu lượng sẽ rất là thấp, và cái tải lực nó đổ dồn ngược về đó sẽ khiến cho cái dòng nước từ trong cái Venturi nó chảy ngược lại, chứ nó không có phải là chảy xuôi. Còn đối với trường hợp đất bằng á, thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta dùng các cái loại béc mà áp lực quá cao như béc cánh đập theo hình đây, thì khả năng là nó cũng sẽ không hút. Và trường hợp đổ xuôi xuống dốc thì chúng ta thấy rằng là giống như cái ống mà hút nước từ trong cái thùng phi ở trên cao ra, thì trường hợp này là trường hợp thuận. Như vậy thì Venturi của chúng ta chỉ sử dụng đa phần là dành cho trường hợp tưới xuống dốc hoặc là đất bằng áp thấp ha. Cái lưu ý cuối cùng mà kiến thức tưới Airsoft muốn mang đến cho quý bà con là chúng ta sẽ vệ sinh cái bộ lọc khi mà áp suất của chúng ta lúc đầu của hệ thống tưới, tức là mới bật máy bơm, và chúng ta tưới một thời gian đó, thì áp lực nó giảm xuống. Có nghĩa rằng là trường hợp này là lọc nó đã bị dơ. Và đôi khi cái việc dơ này nó cũng khiến cho cái lọc của cái đầu hút châm phân nó đẩy nâng ngược nước ra thùng phi, chứ nó không còn hút nữa. Đó là một trong những cái lưu ý mà chúng ta cần phải kiểm tra trong trường hợp này, thì chúng ta phải vệ sinh bộ lọc. Tiếp tục với giếng khoan thì chúng ta cũng vẫn làm tương tự như vậy. Giếng khoan thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải sử dụng Venturi, chứ không còn cách nào để chúng ta châm phân. Và có một phương pháp khác chúng ta có thể sử dụng, đó chính là làm cái bầu châm phân. Trên đây công nghệ tế Airsoft đã trình bày bộ châm phân Venturi và những lưu ý cho quý bà con. Cũng như các video trước, kiến thức tế Airsoft hy vọng rằng bà con đóng góp cho video này để Airsoft có nhiều động lực để làm những cái video khác, và cho một nút like và chia sẻ, cũng như là đăng ký kênh để kiến thức tưới Airsoft có được nhiều cái động lực làm những video khác ha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.